Dạ rồi, hello anh em ha. Một buổi chiều ấm áp tại shop Phụ Tùng 67 Quân dễ thương nhất Sài Gòn anh em. Hôm nay shop em lên cho anh em, lên cho anh em một em CDS xanh xi măng, sơn xi zin. Đi một vòng cho anh em xem. Và anh em đợi tí xíu nha, để cho xúc cho shop 1 phút thôi. Để shop quay cái bộ yên này cho một ông chú xem, cho một ông chú xem nha. Qua đây, quay sát ở đây. Đó, hồi sáng ông chú điện thoại kêu chiều nay có quay Phụ Tùng hay là xe quay xe, Quân quay dùm cặp yên. Đây, cặp yên 78 nha, cặp yên 78, một bộ trước và sau luôn. Chỉ có 500.000 thôi ha. Một bộ trước sau anh em xem nha. Quay cho ông chú xem. Ông anh ông chú nào mà không có xài Zalo, không có xài Facebook, cần shop em lên cho lên món nào, review báo giá tiền cho anh em luôn. Cứ việc yên tâm, nhận hàng kiểm tra hàng mới thanh toán ha. Lúc nào shop em cũng hỗ trợ cho mấy ông chú, mấy ông anh ở xa, nên cứ việc yên tâm. Rồi, một phút xong, đã xong ha. Bây giờ mình đi một vòng đi. Đi một vòng cái xe cho anh em xem. Một em xanh xi măng, sơn xi zin ha. Một em xanh xi măng, sơn xi zin. Xe này là full nha, xe này là full zin nha anh em. Xe này là full zin nha. Xe này là xe cam, anh em lưu ý nha, xe cam. Một vòng đi một vòng cho anh em xem đi. Đi một vòng cho anh em xem. Đó, qua bên đây. Quay chậm chậm quay chi tiết cho anh em xem nha. Quay chậm chậm quay chi tiết cho anh em xem. Rồi shop sẽ review cho anh em xem. Một em CDS cam. Xe này là anh em lưu ý nha. Anh em lưu ý, xe này là xe cam. Xe này không giấy nha, anh em về tự vào giấy anh em nha, anh em về tự vào giấy. Rồi, qua đây quay shop quay cho anh em xem. Một em sơn xi zin. Một em sơn xi zin nha, nước sơn, nước xi là chưa dặm tốt anh em nha, chưa dặm tốt nha. Đây. Anh em lưu ý, đây là xe cam ha, anh em về tự vào giấy. Như là sơn xi zin nè. Sơn xi zin từng chi tiết, từng con ốc quay sát vô đây cho anh em xem. Từng chi tiết, từng con ốc luôn nha. Xe chưa dặm tốt nha. Quay cho anh em xem. Xi nhan nè, xi nhan zin nha. Từng con ốc là zin hết. Từng con ốc. Đó. Tình trạng xe sao thì shop sẽ cố gắng quay cho anh em xem nha. Chạy chỉ nè, chạy chỉ. Đây, sơn xi zin dành cho anh em sưu tầm. Và đặc biệt cái màu xanh xi măng này cực kỳ hiếm luôn. Cái màu xanh xi măng này cực kỳ hiếm luôn anh em nha. Một em CDS. Đây, niền câm zin ha, đùm sơn zin, nước sơn gấp sơn zin, bô zin, nói chung là zin hết anh em nha, từng chi tiết. Đúng lý ra xe này thì không có gì mà để mình bàn hết, tại vì từ nước sơn nước xi là zin hết anh em nha, từ nước sơn nước xi là zin hết, anh em về là chỉ chơi thôi. Nước sơn còn khá là đẹp luôn. Và cái màu này là cái màu khá là hiếm, màu xanh, phải nói là xanh xi măng, sơn xi zin, tem zin ha. Anh em xem nắp nồi này nha. Sơn xi zin hết nha anh em. Sơn xi zin còn cực kỳ đẹp luôn. Đó, quay chậm chậm, quay chi tiết cho anh em xem. Nước sơn, nước xi, ốc là đầy đủ hết. Từng con ốc zin, đó, từng con ốc zin nè. Đó, quay cho anh em xem nha. Quay chậm chậm cho anh em xem. Không like một món nào. Và đặc biệt, và đặc biệt lên đây quay cho anh em xem nha. Đây đây, ghi đông nè, cùm gù là zin hết anh em nha. Cùm gù đồng hồ hoạt động bình thường. Khi mà lên 40 nha, khi là lên 40, anh em chạy quá 40 là đèn báo chớp chớp liền anh em nha. Đèn báo chớp chớp liền. Từ nước sơn, nước xi của em nó, những chỗ này nè, những chỗ này nè, có mè nè, ghi đông mè nè nha, zin nha anh em. Đó, sơn à, đó, đầy đủ cho anh em ha. Đá chống báo, đá chống tắt máy ha, báo đá chống tắt máy nha. Từng nước xi, từng con ốc là zin theo xe hết anh em nha, zin theo xe hết. Quay cho anh em xem, quay cho những ông chú, những ông anh ở xa xem. Và những anh em ở xa cứ việc yên tâm nha, những cái xe bên shop em có cọc là có ship, có cọc là có ship ha anh em ha. Phuộc của em nó là phuộc CDS chân vuông nha, CDS chân vuông, phuộc đời cao nha anh em, CDS chân vuông, niền câm zin. Đây, đây anh em quay sát nha, da băng này nha, niền zin nha. Đây, quay cho anh em xem. Nước sơn còn khá là đẹp luôn.
cái nước sơn còn khá là ok luôn ha. Đây đó, tình trạng sau thì shop sẽ cố gắng quay thiệt là chậm chậm từ nước gam, nước si, nước sơn cho anh em xem ha. Qua bên đây đó, qua bên đây, quay qua bên đây luôn cho anh em xem luôn, quay chậm chậm chi tiết cho anh em, những anh em ở xa xem, và những anh em nào, những ông chú nào mà muốn xem rõ hơn, anh em muốn xem rõ hơn thì anh em cứ việc nhắn qua Zalo của shop em, hoặc là cuối video những cái chiếc xe mà bên shop em quay á, những cái chiếc xe mà bên shop em quay, cuối video shop thường hay để những cái tấm hình chi tiết cho anh em ha, để cho những ông chú, những ông anh ở xa xem được rõ hơn. Còn anh em nào mà muốn xem trực tiếp mà ở xa, cứ điện thoại trực tiếp qua video cho shop, và số Zalo của shop em lúc nào cũng để dưới góc trái màn hình, và số điện thoại của shop em là 0909 00 0708 anh em ha. Và địa chỉ cũng vậy luôn, mình cũng để dưới góc trái màn hình luôn, địa chỉ của shop em là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 anh em nha. Quay vô cho anh em xem sơn si zin cục máy nè, quay từng chi tiết đầu cho anh em xem đó, quay chi tiết cho anh em xem ha, đầu lòng đó, cứ chậm chậm quay, chậm chậm để cho những ông chú, những ông anh ở xa đó xem. Nước sơn nè ha, nước sơn zin nè. Và shop xin báo giá với anh em luôn, một em CDS xanh xi măng ha, một em CDS xanh xi măng. Anh em xe là xe cam, anh em về tự vào giấy, anh em lưu ý nha, về tự vào giấy. Và giá của em nó là 42.500.000, và xe của shop em là có cọc là có ship xa, nên anh em cứ việc yên tâm, có cọc là có ship xa ha. Quay chậm chậm vô những cái chỗ này cho anh em xem, chưa dậm tốt nha, anh em lưu ý nha, chưa dậm tốt nha. Tình trạng xe làm sao thì shop quay rất là rõ ràng cho anh em nha ha, tem gấp, tem cặt te còi nguyên hết, phụ cũng vậy luôn, nhông sên dĩa luôn ha. Chậm chậm cho anh em xem, xe này thì đúng chỉ có một cái thôi là cái yên, cái yên là bọc lại thôi, nhưng mà đế sắt nệm của nó là zin hết, chỉ có da yên là bị rách thôi, bọc lại thôi ha, ngoài ra là zin hết đó. Da yên nè, cặp vỏ nè đó, còn ngoài ra thì mấy cái đó thì không có đáng ngại rồi. Còn ngoài ra từ sơn si ha, từ nước sơn, nước si là zin hết, máy móc cũng vậy luôn ha. Và chức năng của em nó là full đầy đủ hết, như một em xe dọn. Và xe này thì anh em khỏi phải lo, về là chỉ có đổ xăng vô mà chơi thôi, về có đổ xăng vô mà chơi thôi. Đây về phần máy móc được không, anh em nghe tiếng máy nè, anh em nghe tiếng máy đã lắm, anh em nghe tiếng máy đã lắm, nó nhẹ nhàng. Nghe không em, nghe được tiếng máy không? Thì thầm ha, cứ chậm, thì thầm, không giọng không hú. Để sắp em bịch cái bô lại cho anh em nghe ha, để bịch cái bô lại đó, anh em nghe được tiếng máy chưa? Không giọng không hú nha, một em CDS cam xanh xi măng, và giá của em nó là 42.500.000. Và chẳng những chiếc xe cam hay những chiếc xe lớn tiền hay ít tiền, những cái chiếc xe bên shop em đều có cọc là có ship xa, nên em cứ việc yên tâm, có cọc là có ship. 42.500.000 anh em nha, 42.500.000. Và số điện thoại của shop em là 0908 00 0708 anh em ha. Được không, những cái máy đã anh em, qua test cái nữa đạp nữa cho anh em nghe ha, đạp cái nữa cho anh em nghe. Thì thầm. Xe thì anh em về tự vào giấy nha, anh em lưu ý nha, xe về tự vào giấy, hoặc bên shop em có thể hỗ trợ cho anh em vào giấy cho anh em, và mất phí thì sẽ tính với anh em ha. 42.500.000, một em CDS xanh xi măng, sơn xi zin đời 2000 ha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video nha. Anh em xem nhớ bấm like và đăng ký giúp shop để luôn cập nhật được các món phụ tùng và xe theo ngày tháng cho anh em nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye anh em. Thank you.
Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh dùm cho shop ha, để được cập nhật các món phụ tùng và xe theo ngày tháng. Thank you anh em, bye bye anh em.